Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Trường Giang giản dị cắt tóc cho con gái trong căn biệt thự 70 tỷ đồng. Cuộc sống gia đình của Trường Giang Nhã Phương được nhiều người ngưỡng mộ. Mới đây Trường Giang chia sẻ ảnh gia đình quay quần thu hút sự quan tâm. Theo đó, khi nam diễn viên đang cắt tóc cho cô con gái đầu lòng thì Nhã Phương lại ngồi kế bên sử dụng điện thoại chụp lại khoảnh khắc đáng nhớ. Trên trang cá nhân, Trường Giang còn hài hước tiết lộ, nhà tôi ba đời đi hớt tóc ngoài tiệm, đến đời em, bé Destiny, toàn hớt tóc dạo. Trường Giang cắt tóc cho con gái, Nhã Phương thích thú lấy điện thoại chụp lại. Ngoài ra, netizen cũng nhận ra khung cảnh trong bức ảnh do Trường Giang đăng tải chính là căn biệt thự nhà vườn rộng hàng nghìn mét vuông ở Đồng Nai. Vốn yêu thích thiên nhiên nên nam nghệ sĩ đã tự tay nuôi cá, trồng cây, rau củ quả và bài trí không gian xung quanh như một khu vườn quê. Được biết, Trường Giang đã lấy tên con gái để đặt tên cho biệt thự với tên gọi nhà trọ Destiny. Anh xem đây là nơi chốn bình yên cho gia đình nghỉ ngơi sau những chuỗi ngày tất bật làm việc. Trong một lần đặt chân đến cơ ngơi của Trường Giang, Ngô Kiến Huy choáng ngợp trước khung cảnh trước mắt. Anh nói Trường Giang giàu nhất Việt Nam không ai tin hết, chỉ tính giá đất hiện tại thôi. Tôi nghĩ khu này hiện tại 60 đến 70 tỷ đồng. Phú yêu thích thiên nhiên nên Trường Giang đã bày trí không gian xung quanh như một khu vườn quê. Nam nghệ sĩ xem đây là nơi chốn bình yên cho gia đình nghỉ ngơi sau những chuỗi ngày tất bật làm việc. Trong một lần đặt chân đến cơ ngơi của Trường Giang, Ngô Kiến Huy định giá căn biệt thự nhà vườn này lên đến 70 tỷ đồng. Trường Giang Nhã Phương là một trong những cặp đôi V-Biz được khán giả đặc biệt quan tâm. Cả hai kết hôn vào tháng 9 năm 2018 và chào đón cô con gái đầu lòng sau gần một năm về chung nhà. Ấy nữ nhà Trường Giang tên Destiny, tên thật Võ Thanh Thiên Ý, nay đã hơn 3 tuổi, được cộng đồng mạng nhận xét đáng yêu, có nhiều nét giống bố. Hiện tại, Nhã Phương đang mang bầu con thứ hai. Sắp tới đây, cuộc sống của gia đình nam danh hài lại thêm tiếng cười khi xuất hiện thêm thành viên mới. Cũng chính vì sự hạnh phúc ấy mà hôn nhân viên mãn của Trường Giang Nhã Phương được nhiều người ngưỡng mộ. Cuộc sống hôn nhân của Trường Giang Nhã Phương được nhiều người ngưỡng mộ. Sắp tới đây, gia đình nam nghệ sĩ sẽ đón thêm thành viên mới. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.